Đây. Tôi đã mất công còn bạc ăn nước ra đây. Thằng Khôi. Đây đi. Đi. Tao đã mất công mua bộ bài này về là hôm nay tao sẽ đòi lại toàn bộ số tiền tao đã mất. Chúng mày nhìn đi. Vẫn tại tao sao? Bộ bài này. Hai đứa chúng mày. Vứt tất cả những người đó làm lại. Thằng Kiệt ra đây. Su. Mai tao nói chuyện với mày. Lần này tao phải nói chuyện phải cái những gì sẽ xảy ra chỗ này. Trộn cái bộ này nó hơi có vấn đề các bạn. Trộn nó cứ kiểu ôi, những bộ này hợp để chơi không gian hẹp này. Để trong tủ này. Báo sao? Mua cái này nó tặng cho hai cuốn lịch ạ. Vậy. Chơi 5-15 xong tắt 5 cái nhé. Vậy cả bộ này. Đi chơi bộ này tài để làm. Chơi để làm mỗi nhà 10 cái vả. 5. Ai thua yên vả? 6. Ừ đúng. Biết biết yên vả nhá. Ê anh cháu không kỹ, bài em là màu đen thôi. 9. Và một phần. Bài này nhìn con tép cũng như con bích mất. Bộ bài này đánh khỏi sợ bị đá bài. Công nhận. Đâu khó chứ thật sự. Mình nhìn còn quay sát này Dũng. Mình nhìn còn thấy khó nữa chứ huống gì đối thủ. Thằng Tuấn ra đây nhìn bài tao này. Trời ơi. Mày thấy bài chất được Tuấn. Ăn tát. Thua là bị ăn tát. FBI đây con gì. Mù gì bài này thì ai bắt. Bà này anh Kiệt đá bài làm sao được. Cười cái gì. Ăn quá quá. Lão này chơi mất dậy đúng rồi cây Khôi. Móm. Các bạn đừng bao giờ coi cái kênh đấy nhá. Cái thằng này làm review vớ bẩn chơi bài mất dậy luôn. Bài đánh vui dã. Bài mày vừa lại quay được hết rồi. Tết này mình chưa làm sư phụ mình thất vọng các bạn ạ. Các bạn thấy kho Seven vui vẻ không ạ? Anh em đến đây mua hàng để vui vẻ với các nhân viên của Seven nhá. Kho Pikapi mà. Pikapi anh em đợi đây. Anh em vui vẻ với nhân viên Pikapi này. À, anh em vui vẻ với nhân viên Seven này. Khôi thắng nhá. 6 điểm các bạn ạ. 17 điểm. Đấy, 6 điểm. Đâu ai biết? Anh Vinh. Không, Vinh, anh Vinh bé. Mai tao đâu, qua quay được không? Có. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Có bằng chứng không? Rồi, như vậy là qua video này. Mình muốn gửi các bạn như thế này này. Tệ nạn xã hội là nó phát sinh là từ những cái câu chuyện như thế này. Chúng ta chỉ nên chơi vui vẻ và giữ hòa khí với nhau thôi. Cờ bạc là bác thằng bần. Không nên chơi với thằng bần mà hãy chơi lấy bác nó. Chơi với bác nó, chứ không phải chơi lấy. Cờ bạc người không chơi là người chiến thắng. Và các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách là mua cái bộ bài này, link mô tả bên dưới, chỉ 21.000 thôi và sẽ tặng lịch anh em bóc trọn đời luôn. Hẹn các bạn gặp nhau lần sau. 20.000. 20.000 nào? 20.000. Người ta lấy một bài để cho đấy. Vớ vẩn, cứ tụi bóc tem ra là mày không trả tiền. Mua 21.000. Then hey survive, then hey survive, then hey survive, then hey